kỳ lạ cô gái 13 năm cho ma cà rồng uống máu. Plut Katchen, 28 tuổi ở bang Louisiana, làm nghề bán hoa và tự nhận mình là một thiên Nga đen, thuật ngữ dùng để chỉ những người sẵn sàng hiến máu mình cho người khác uống, Miro cho hay. Cô cho biết mình đam mê ma cà rồng từ rất nhỏ sau khi đọc một cuốn sách trong bộ sưu tập của chị gái. Cô nói, bạn phải có tư duy rất đặc biệt thì mới cảm nhận được sự thú vị khi được làm thiên Nga, phải phục tùng và thưởng thức việc cho đi. Người gần nhất nghiện uống máu của cô là Michael Vecmue, 44 tuổi, tự nhận mình là vua ma cà rồng và tuyên bố máu của Kat Chen cung cấp cho anh nguồn năng lượng để tồn tại. Hai người gặp nhau lần đầu cách đây 2 năm tại vũ hội ma cà rồng ở Houston, bang Texas. Sau đó cứ vài lần mỗi năm họ lại gặp nhau để cùng thực hiện các nghi lễ cho và nhận máu. Kat Chen nói, bạn phải có sức mạnh kết nối rất mạnh mẽ với người được uống máu của mình. Vecmue và tôi có một mối quan hệ rất khăng khít và tôi tin tưởng anh ấy hoàn toàn, không giống như có bộ phim khi ma cà rồng cắm những chiếc răng sắc nhọn vào cổ nạn nhân để hút máu, Catherine khẳng định rằng quá trình cho máu của cô rất sạch sẽ, an toàn và có sự đồng thuận. Cô nói, tôi có các dụng cụ để lấy máu, vết cắt dài khoảng 2,5cm và không sâu lắm. Cô dùng lưỡi dao cạo để rạch vào vai hoặc lưng và dùng các rác hút lấy máu trong vài phút, sau đó khử trùng bằng rượu và vách rửa miệng trước khi uống. Cô nói tôi đã làm điều này trong gần 13 năm và chưa bao giờ mắc bệnh truyền nhiễm hay chứng sợ máu. Việc cung cấp năng lượng cho ai đó dù chỉ một chút là một điều thiêng liêng đối với tôi. Vamil không cần quá nhiều máu để có đủ năng lượng. Vamil bắt đầu uống máu vài lần mỗi năm từ lúc 13 tuổi sau một lần tình cờ môi anh chạm vào máu và thức tỉnh khao khát bên trong. Vamil nói cũng như một người yêu thích các món ăn ma cà rồng có món ăn tinh thần ưa thích của mình. Có nhiều cách để nạp năng lượng nhưng đây là một cách thân mật và là nghi lễ của ma cà rồng